Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Bralichan nhận tóc cần XPLL người ta các bạn. Thì theo thông tin của Chennai Group thì tóc cần này nó sẽ phân phối trong tháng 6. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở từ ra một start chatbot các bạn. Rồi các bạn lướt captcha cho nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Nợ captcha gì đâu khó vậy, trưởng thì. Rồi B cái kép chính. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ nhận được 25 tóc cần coi XPLL khoảng 15 đô rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue rồi các bạn. À, nhiệm vụ khá là dày đặc luôn các bạn ơi, nhưng không sao, mà từ từ mình làm các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Tiếp tục các bạn bắt up lên các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Ethereum ta. Ethereum scan các bạn bắt up đi. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Nền tảng nào cũng được chứ bạn. Rồi tiếp theo các bạn bắt up lại. Tiếp tục các bạn follow minimum. Hiện tại minimum các bạn không cần phát IP, vẫn follow bình thường các bạn. Đây là một link rất là tuyệt vời. Rồi sau khi các bạn follow rồi theo dõi thì đây dán nè các bạn. À, dự án khá là hoành tráng và bắt mắt các bạn. Bản tóm tắt của AMA của câu lạc bộ Satoshi này các bạn. Cái số MVP trong quan hệ đối tác. Ồ, dự án này khá là ngon đó các bạn. Tiềm năng đó. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube, comment video nó các bạn. Bạn nhấp vào subscribe kênh YouTube. Trên kênh YouTube này bạn bấm đăng ký các bạn. Rồi giờ các bạn like xuống đây, các bạn like và comment gì trách bản quyền là mình cắt video khúc này các bạn. Rồi nha các bạn, tiếp các bạn join tiếp kênh seller, follow kênh seller nữa. Tiếp tục các bạn follow Twitter, like và review bot. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nguồn group này thì mình đã theo dõi lâu rồi các bạn. Thì các bạn tìm cái bài viết của nó các bạn. Rồi bài này nè các bạn. Rồi các bạn like. Các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đáp lại. Các bạn bấm vào nút submit tên. Tiếp tục bấm don. Tiếp tục thì mình gửi là đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Rồi bấm vào mục sơ nè các bạn. Gánh gói thì làm IRF chơi các bạn ơi. Các bạn chia sẻ, sao chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn gửi là đường link profile minimum. Profile minimum hoặc là username minimum. Submit you minimum profile link. Thì các bạn trở về trang minimum nha các bạn. Đâu rồi? Trang nào rồi? Nè các bạn, trên trang minimum thì các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè các bạn. Anh avatar của mình fan các bạn. Nhấp vào username của mình nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ dòng trên đây nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn gửi lên support nè các bạn. Khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link account Google YouTube của mình nha các bạn. Thì các bạn mở YouTube mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Nhấp vào ba bên trên cùng, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn gửi đến chú bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh Telegram seller của nó. Rồi mình đã xem rồi thì bấm bấm done. Su hỏi có tờ quyết không thì các bạn bấm vào Z. Yes. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với RC20 trên di trúc Colet. Thì được, trên di trúc Colet nó cũng cùng chung một địa chỉ với BNB Smartchain nha các bạn. Nhưng mà con này nó chạy trên nền tảng của RC20 thì mình dùng di trúc Colet nè các bạn. Bạn copy địa chỉ ETH mình. Hiện tại giá ETH còn có 2.497 đô cho một tóc cần nha các bạn. Cho một đồng coi, rồi bạn dán vào rồi cho bot. Rồi tiếp tục các bạn bấm lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tóc cần các bạn. Bấm vào sẽ tiết cập nhật tài khoản mình. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình để góp nhận 25 tóc cần XPLL đến đây cũng kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.